Dạ vâng, âm thanh 7197 xin kính chào các bác nhé. Thì hôm vừa rồi em có bán được bác một lô mic S320. Mic đây là dòng mic BBS các bác nhé. Thì bán đi tầm 6-7 bộ thì có một vài bác thì nói chung là em cài sẵn rồi. Em cài, em dò sóng tất cả các bác rồi, các bác về chỉ bật việc bật lên và hát thôi. Tuy nhiên là khi mà về nhà ấy, thì trẻ con nó nghịch. Với thứ hai là do bạn bè khi mà mình uống rượu say sưa thì các bác hay đụng chạm vào. Nên dẫn đến tình trạng là các cái mic bị mất sóng các bác nhá. Mic bị mất sóng và cái thứ hai là nó bị khóa. Có bác thì bị nhấn khóa mà không biết cách mở như thế nào. Đấy, thì hôm nay thì em làm video này các bác nhá. Đầu tiên thì cái dò sóng của BBS thì nó sẽ là có một cái đặc điểm khác với những dòng khác. Ví dụ như những cái dòng dòng mic Beyer đi, dòng mic Beyer đi, các bác thấy này. Đấy, thì thường nó sẽ cho các bác là cái mắt thần IR này. Đấy, các mắt thần IR các bác chỉ việc bật tai mic lên thôi và các bác quay cái mặt của cái tay mic vào cái mắt thần IR này để các bác dò sóng là nó tự nhận các bác nhé. Tuy nhiên dòng BBS này thì BBS này thì model nào nó cũng giống model nào, bất kể một cái model nào của BBS, dù cả mấy chục lô, mấy chục bộ, mấy chục cái dòng model thì nó cũng đều có duy nhất một cách dò sóng của BBS mà thôi các bác nhé. Đấy, bây giờ cách dò sóng của S320 để các bác lưu ý nhé. S320 này, đầu tiên thì chúng ta bật tay mic lên. Đấy, các bác để ý cái tần số của cái thằng tay mic này các bác nhé. Ví dụ các bác đang thấy là 783880 nhé, 783880 đúng không ạ? Và trên đây thì nó sẽ là một cái tần số khác. Đấy, bây đây là 778360. Thì đây, bây giờ chúng ta dò sóng như thế nào? Thì các bác nhìn thấy nút set đúng không ạ? Nút set đây nhá. Thì các bác nhấn nút set này, nhấn giữ nút set. Đấy, khi nào nó ra cái đây em làm lại một lần nữa cho các bác nhìn nhá. Nhấn giữ nút set này. Cancel đây, đây là cái lúc em là nhấn rồi nhá. Bây giờ làm lại các bác nhá. Đấy. Giữ vào em các bác nhá. Đấy, nó ra cái nút set quy đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta được tăng lên. Ví dụ như các bác đây thấy là 783880. Đấy, 783880 thì chúng ta tăng cái mũi tên bên đây. Đây là mũi tên lên này. Đấy, tăng lên. Tăng đến khi nào đến 783880 nha các bác nhá. Đấy, sao lên rồi này. Đấy. Đây là 783880 đúng không các bác? Đấy, thì là nhận đúng cái tần số này rồi này. Thì các bác set lưu nhấn nút set một lần nữa để lưu. Đấy. Đây, ví dụ em đã dò đúng sóng đúng tần số của nó rồi bác nhá. Đây 783880 này. Nó cho có Ali 67125672267. Ok. Ok, đây là khi mà chúng ta đã các bác ấy xong nhá. Các bác dùng cái nút set bác ấy xong thì các bác nhấn set một lần nữa để nó lưu. Cái này dò sóng rất đơn giản thôi. Và cái vấn đề thứ hai, một số bác thì để cái tay phần đầu thu mic này ở dưới thì nhiều khi là trẻ con nó nghịch thì nó sẽ bấm nút set này vào thì nó sẽ làm mất cái tần số ấy. Thì việc bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể là khóa cái những cái cài đặt mà chúng ta ấy lại để đỡ mất công chúng ta dò sóng khi mà chúng ta dò xong rồi, để tránh trường hợp mà trẻ con ấy, con nít rồi thì đôi khi nhiều bác khác người ta đến người ta hát thì người ta bấm linh tinh, nhất là tình trạng mà có tí men vào ấy thì vang số và mic để bấm loạn xì mù lên là rất là nhiều, đúng không ạ? Thì các bác để ý này, đây có một cái nút mũi tên lên nhá, nút mũi tên lên này, các bác nhấn giữ mũi tên lên nhá, đấy nó xuất hiện chữ lock on các bác nhá. Lock on thì bây giờ khi mà chúng ta có thể chúng ta dùng tay chúng ta bấm vào bất kỳ một phím nào thì nó đều đang là chế độ khóa của nó nhé, lock on này, đấy lock on đúng không ạ? Và khi mà các bác muốn mở khóa thì các bác cũng sẽ dùng cách tương tự thôi, chúng ta nhấn mũi tên lên, đây là mũi tên lên nhá, đấy. Rồi, unlock, nó xuất hiện chữ unlock các bác nhé. Các bác nhấn giữ unlock thì bây giờ chúng ta có thể chỉnh thoải mái này. Set này. Đấy, set nó ra nhé. Rồi bác chỉnh thoải mái. Tăng giảm tần số thoải mái. 783880. Ok ạ, đấy. Đúng không ạ? Và thêm có một cái kinh nghiệm này cho các bạn, tất cả các bác nữa này. Nhấn store, nó xuất hiện chữ store. Các bác dò sóng trong nhá. Các bác nhấn set một lần nữa để ra chữ store là lưu ấy. Store, nó là hoàn thành. Thì đối với dòng mic BBS thì này, nó rất là có nhiều cái tính năng, nó có một số đời nó có tính năng tự ngắt, một số đời tính năng gia tốc, và tức là một số tính năng là có một số đời của BBS nó có cả cái chống hú, 4 cấp độ chống hú, có cả cái tự dò sóng trên cái tay mic đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì em không có mấy cái tay mic ấy thì không còn, rồi hôm sau nếu mà có tay mic thì em sẽ giới thiệu các bác về cái tiếp theo về cái dòng cái chế độ tự dò sóng trên tay. Khi mà chúng ta đã khóa trên đây, chúng ta vẫn có thể tự dò sóng, tự dò tần số trên tay bằng cách khác các bác nhé. Ngày mai thì em có hai tay mic BBS đây. Tay mic đây là tay mic BBS này thì em đã tháo ra. Đấy, BBS thì nó sẽ có hai có cái này đúng không? Các bác nhìn thấy quen không? Đấy, đây này, BBS nhé. Đấy, thì
dù là model nào, sản xuất năm nào, model nào, sản xuất năm nào các bác nhá. Nếu mà cái chui mic này các bác này, đây là cái này là cái này là cái mặc định của nhà máy nhá, không phải là do bọn em kinh nghiệm đâu, mặc định của nhà máy này. Nếu như mà cái phần bên trong cái chui mic này là màu đen, là màu đen thì cái dòng này nó không có tự ngắt các bác nhá. Đấy, lưu các bác là không có, mà là màu đen này thì sẽ không có tự ngắt. Có thể nó sẽ có gia tốc đấy, nhưng nó không có tự ngắt. Và những cái dòng mà không có tự ngắt như này thì dòng này là dòng mic sự kiện. Đấy, các bác thấy không ạ? Mic sự kiện thì không bao giờ có tự ngắt rồi. Đấy, còn dòng thứ hai, nếu như là cái dạng màu xám như thế này các bác nhá. Màu xám như thế này thì chắc chắn nó là có tự ngắt. Đấy là cách phân biệt của BBS rất là dễ. BBS thì có màu xám này là giờ có tự ngắt này. Còn cái dòng màu đen này là chắc chắn nó không có tự ngắt, còn cái này màu xám là chắc chắn có tự ngắt. Còn các bạn cảm biến gia tốc hay không thì tùy vào màu đen và tùy theo đời, đúng không ạ? Vâng, thì đây là chỉ là một số cái lưu ý để các bác có thể sử dụng cái bộ S3 hay không này nó hợp lý nhất thôi, nhất là những các bác mà chạy show sự kiện. Show sự kiện với cái dòng này là mấy sự kiện mà rất là nhiều bác đã mua của em rồi, em chỉ còn vài bộ thôi. Đây các bác nhìn này. Đấy. Còn chỉ còn vài bộ thôi, tay mic đang để đây thôi. Chỉ còn vài bộ mic về S3 hay không này các bác nhá. BBS thì tiếng nó rất là thật, rất là hay. Cực kỳ hay luôn, và dòng mic sự kiện này gọi là quá tuyệt vời luôn. Tiếng rất là sạch, ra loa cực kỳ sạch luôn. Đấy, thì các bác lưu ý nhá, có một vài cái điểm này thôi. Đấy, khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta cứ khóa nó lại. Đấy, lock on đây này. Dò tần số thoải mái rồi, lock on lại, không cho ai bấm linh tinh tình thế là được. Cũng ở nhà cũng không cho mấy đứa trẻ con nó nghịch vào nó bấm thì mới không đi dò lại thôi. Mà dò lại thì thực ra rất là đơn giản, không có gì vấn đề khó khăn, đúng không ạ? Rồi. Xin chào tất cả, hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái clip tiếp theo của âm thanh bản 977 các bác nhé.